Hạnh xin chào cả gia đình mình, cảm ơn cả nhà đã quay trở lại với kênh Combo Miền Tây. Ngày hôm nay Hạnh sẽ vào bếp chia sẻ với cả nhà một cái công thức nước lẩu rất là ngon luôn mà mình không cần phải mất nhiều thời gian để hầm xương gì hết. Mình hầm với lại rau củ quả này thì thời gian nó nhanh hơn và cho cái nước lẩu cũng rất là trong, ngọt thanh, ngon, thơm. Và để nấu được cái nồi nước lẩu như thế này thì cũng cần có một chút bí quyết nhỏ. Bây giờ thì Combo Miền Tây mời cả nhà mình cùng vào bếp nha. Và đây là cái lẩu thành phẩm của Hạnh đã chuẩn bị xong rồi nè cả nhà. Cả nhà nhìn thấy không? Cái nước lẩu rất là trong luôn và rất là hấp dẫn. Bây giờ thì Hạnh nghe mùi rất là thơm luôn á. Mình sẽ ăn với lại các loại rau cải mà để dùng với lẩu ngọt nè cả nhà. Rồi phần thịt nhúng thì mình rất là linh động luôn. Mình có thể dùng thịt heo sắc lát mỏng nè. Rồi cá viên, rồi thịt bò, gan heo. Ngoài ra thì mình cũng có thể dùng tôm, mực. Các loại gì mà mình thích thì mình đều nhúng được. Ăn với lại nước mắm mặn và một ít bún hoặc là mì đều được cả nhà nha. Đây là tất cả những cái nguyên liệu mà ngày hôm nay nhà Hạnh dùng để nấu lẩu ngọt. Thì Hạnh sẽ chia sẻ kỹ hơn về cái phần nguyên liệu để mà mình nấu cái phần nước dùng đó cả nhà. Còn cái phần mà nguyên liệu đi kèm để nhúng lẩu á, thì mình cứ linh động tùy theo cái sở thích, tùy theo cái nhu cầu của gia đình mình ha. Ở đây Hạnh có một cái củ cà rốt nè, rồi một trái bắp nè, bắp thì mình dùng bắp Mỹ cho nó ngọt cả nhà ha. Rồi một trái su, hai trái dưa leo nhỏ, một củ sắn, một củ hành tây. Ngoài ra thì mình cũng có thể dùng cái mớp hương á cả nhà, thì nó cho ra cái vị ngọt cũng rất là ngon. Nói chung là các cái rau củ quả gì mà cho được cái vị ngọt thì mình đều có thể cho vào mình nấu cái phần nước dùng ha. Mình cứ linh động để cho cái nước dùng của mình nó thêm cái phần thơm á. Mùi thơm thì mình sẽ dùng ở đây thêm 50g đầu tôm. Trong trường hợp không có đầu tôm thì mình có thể thay bằng 20g tôm khô. Rồi 50g rễ ngò. Các nguyên liệu đi kèm như ngày hôm nay nhà Hạnh dùng là gan heo nè, thịt nạc heo nè, bắp bò và một ít chả cá. Chả cá thì Hạnh đã làm sẵn rồi. Cả nhà có quan tâm đến cách làm chả cá thì Hạnh cả nhà có thể tìm vào trong cái kênh của Hạnh để xem lại cái video về cái bún đậu mắm tôm thì nó sẽ có cái phần chia sẻ về cái cách làm chả cá này ha. Rồi các nguyên liệu này thì mình cũng cứ linh động ha, mình có thể dùng tôm, mực hay là mình không có thời gian làm chả cá thì mình cũng có thể mua cái cá viên ở siêu thị ở ngoài chợ hoặc là bào viên gì đó tùy thích cả nhà nha. Đầu tiên thì mình sẽ đi rửa sạch cái phần đầu tôm này và cho vào trong cái vợt hoặc là cái lồng inox để mà mình nấu súp, rồi cho luôn cái phần rễ ngò vào. Tùy theo cái nhu cầu ăn của gia đình mình mà mình sẽ chuẩn bị cái lượng nước cho phù hợp ha. Thì nhà Hạnh thì khá đông người cho nên là Hạnh sẽ nấu khoảng chừng 6 lít nước dùng. Mình sẽ cho 6 lít nước vào trong một cái nồi. Xong rồi mình sẽ cho cái phần đầu tôm và rễ ngò vào trước nè cả nhà. Bắp này thì mình sẽ cắt khúc ra, cắt khúc ngắn ngắn ra cả nhà ha. Cái dưa leo nhỏ thì mình sẽ cắt đôi được rồi. Dưa lớn thì mình có thể cắt khúc ngắn hơn. Hành tây thì mình để nguyên cũ ha. Rồi mình chẻ làm tư ở trên cái thân, cái ngọn ở trên như thế này được rồi nè cả nhà. Cà rốt thì mình không cần phải gọt vỏ đâu cả nhà. Rồi mình sẽ sắc những cái lát dày như thế này. Củ sắn thì mình phải lột vỏ đi ha. Gọt vỏ xong thì mình cũng đi cắt nhỏ luôn. Củ sắn nhỏ như thế này thì mình có thể cắt làm tư là được rồi. Su thì mình cũng gọt vỏ luôn. Vì cái vỏ su thì nó khá là nhiều mủ á. Gọt su xong thì mình cũng đi cắt nhỏ su ra giống như củ sắn luôn. Xong rồi thì mình sẽ cho toàn bộ cái phần rau củ quả mình đã chuẩn bị vào trong cái nồi nước ha. Để mình ninh lấy cái nước ngọt. Thì ninh nước ngọt từ cái rau củ quả thì thời gian ninh nó sẽ ngắn hơn là so với mình ninh bằng xương.
mình ninh khoảng chừng 45 phút á là nó đã ra hết nước ngọt ở trong cái rau củ quả này rồi đó cả nhà. Bây giờ thì mình sẽ cho lửa vừa ha. Sau khi mình nấu được khoảng 15 phút, cái nồi nước dùng của mình nó sôi mạnh rồi thì mình sẽ chỉnh lửa về trung bình ha cả nhà, để mình đun liu riu cho cái chất ngọt nó ra từ từ. À, cái nước dùng mà mình nấu từ rau củ quả như thế này thì nó sẽ không có nhiều bọt, giống như là mình nấu từ xương, và nó cũng không có ra cái bợn, cái nước rất là trong luôn. Có một ít bọt thì mình vớt đi. Rồi bây giờ mình cũng sẽ cho gia vị vào luôn. Với 6 lít nước dùng thì Hạnh sẽ nêm vào trong này là 50g đường phèn. Mình dùng đường phèn để cho nước dùng của mình nó có cái vị ngọt thanh ha. 20g bột ngọt. Gia đình mình không ăn được nhiều bột ngọt thì mình có thể giảm lại hoặc không cho luôn cũng được cả nha. 30g hạt nêm. 30g muối hạt. Khoảng 70g đường cát, và mình cũng có thể thay bằng 100g đường phèn luôn nếu như nếu thích. Mình sẽ tiếp tục ninh liu riu để cho cái nồi của mình nó đủ thời gian ha. Còn chả cá thì mình có thể vo thành viên tròn tròn cho nó dễ ăn khi mà mình thả vào trong lẩu cả nhà ha. Mình sẽ đeo bao tay vào và thoa một ít dầu vào trong cái bao tay, rồi vo viên tròn. To nhỏ gì thì tùy thích mình nha. Nhà ăn thì mình làm tương đối thôi, không cần phải là vo tròn quá đâu cả nhà. Hoặc là mình cũng có thể để nguyên như thế này, rồi khi ăn á thì mình dùng cái muỗng á, mình dít một cục mình cho vào trong nồi luôn cũng được luôn, khỏi cần phải vo cũng được luôn. Mình cứ lần lượt làm cho tới hết các phần chả cá mình chuẩn bị nha. Phần chả cá thì Hạnh đã vo vi xong rồi nè cả nhà. Thịt nạc thì mình cũng sắc lát mỏng ha. Và mình sắc theo cái chiều ngang của cái sớ thịt đó, đừng có sắc theo chiều dọc thì thịt sẽ bị dai ha. Thịt bò cũng vậy luôn. Rồi phần gan heo thì Hạnh cũng đã sắc xong rồi. À, cái phần gan heo này khi mình nhúng vào trong lẩu thì nước lẩu nó sẽ bị đen ngay lập tức luôn. Cho nên là để khắc phục cái tình trạng đó thì mình sẽ đi trụng gan qua nước sôi cái ha. Để cho lên bếp một cái chảo nước ha. Nước sôi thì mình sẽ cho gan vào mình trụng nè. Mình đảo cho gan nó đều. Rồi khi mà nhìn thấy cái miếng gan nó xe lại nè, và nó chuyển sang cái màu trắng đục rồi nè, không có còn màu đỏ nữa, là như vậy là cũng được rồi đó cả nhà. Đó, cả nhà thấy không? Cái bợn nó ra nè. Rất là đen luôn và rất là nhiều bợn luôn. Nếu mà mình cho trực tiếp vào trong cái nồi lẩu thì cái nước lẩu của mình nó sẽ đen như vậy đó. Đó, mình trụng khoảng chừng 2 phút cho gan nó săn lại hết như thế này thì mình tắt bếp luôn và mình đổ cái phần gan này ra, rồi rửa lại với nước lạnh một lần nữa cho nó sạch ha. Bây giờ thì cái nồi nước lẩu của mình nó đã đủ thời gian rồi đó cả nhà. Hạnh đã hầm hơn 45 phút rồi. À, cái nồi nước lẩu nó rất là ngọt luôn và mùi thì rất là thơm ha. Mùi đầu tôm, mùi rễ ngò nè, hòa quyện với lại các loại rau củ quả nè. Rất là hấp dẫn luôn. Các cái rau củ quả này nếu thích thì mình cũng có thể ăn luôn cũng được cả nhà. Bây giờ thì mình nêm nếm lại cho phù hợp với khẩu vị ăn của gia đình mình một lần nữa, là mình có thể tắt bếp và dọn ra dùng lẩu được rồi cả nhà ha. Với cái công thức nấu nước lẩu này thì mình cũng có thể áp dụng cho cái lẩu chay được đó cả nhà. Khi nấu chay thì mình sẽ bỏ đi cái phần đầu tôm, mình không có dùng. Cả các nguyên liệu thì đã được chuẩn bị xong rồi đó cả nhà. Mình cho nước lẩu ra nồi nè, rồi mình bày thịt ra như thế này. Rau thì mình linh động, mình ăn với bắp cải cũng được, cải thảo cũng được nè. Rồi đầu hành lá nè, hoặc là hẹ, hoặc là các cái loại rau mà mình dùng trong cái phần lẩu ngọt là được cả nhà. Để cho cái nước lẩu nó thêm thơm ngon thì mình sẽ cho thêm một ít cái phần đầu hành nè. Rồi hành ngò rí sắc nhuyễn mình cho vào luôn ha. Cho vào vài lớp ớt cho nó đẹp. Rồi mình cũng cho thêm một ít cái phần hành phi, tỏi phi để cho cái nước lẩu của mình nó thơm ngon hơn, hấp dẫn hơn cả nhà nha. Như vậy là Hạnh đã chia sẻ xong cái món lẩu ngọt mà mình nấu nước dùng không cần xương, mà vẫn cho cái nước ngọt nó rất là, nước lẩu nó rất là thanh, ngọt, thơm. Ăn thì nó rất là ngon cả nhà, hấp dẫn. Lẩu này thì mình có thể dùng với lại bún gạo nè, hoặc là bún tươi, hoặc là mì sợi, gì cũng được, tùy thích cả gia đình mình ha. Thì hy vọng là với cái công thức này thì Hạnh giúp cho cả nhà mình có thêm một
công thức món ngon nữa cho những cái ngày bận rộn mà mình vẫn muốn ăn lẩu ha. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi hết video và mong được cả nhà tiếp tục ủng hộ kênh bằng cách like video, chia sẻ cũng như giới thiệu kênh đến người thân bạn bè để Hạnh có động lực chia sẻ thêm nhiều món ngon lại hấp dẫn hơn nữa đến cả gia đình mình. Cũng như là cả nhà cũng đừng quên góp ý cho Hạnh để Hạnh hoàn thiện hơn ở những video sau. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt cả nhà và hẹn gặp lại cả nhà ở những video sau.